Nó nước rồi rồi. Để em gắn lại. Đưa 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 cây dài. Cái này hả? Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Wow. Đưa đưa cái hàng kho. Ủa cái con này nữa hả? Đúng rồi đúng rồi. Này mình để quay xuống này cho nó dễ. Gơi ta, thiết kế gơi ta. Chắc vậy được ha. Wow. Được đó, ok đó. Đủ. Ghê chưa? Trời trời. Anh nước đẹp không? Bữa nay anh lanh thiết kế được ống nước cho Liên Ngô luôn rồi. Hả? Trời ơi trời, được. Sai, sai, sai. Thử rồi. Trời ơi trời, ghê chưa? Ghê chưa? Thầy từ cứ nói là anh lanh không làm được nha. Vậy là đẹp chưa? Vậy là đẹp chưa? Đẹp mà nó thấy đẹp chứ. Bởi đẹp vì, mà. Bởi vì tôi mà không có ở nhà ha. Trời ơi, thiết kế coi những món đồ kìa. Thấy nó cầm cành không? Đây. Mất tốn một khúc ống này nè, một khúc ống nè, hai khúc ống nè, một cái co nè, hai cái co nè. Nhưng mà làm gì á, nước nó chảy á, nó đâu có mạnh đâu. Vậy hả? À, nước chảy bình thường nó đâu có được mạnh lắm. Ờ, đúng không? Đúng, à, rồi, đúng rồi, bởi đúng vì rồi. Đây đây đây. Gỡ cái này ra đi. Đây đây, gỡ ra, gỡ ra. Nhà ai mà có thiết kế mà mấy cái ống nước mà co co vậy nè, cắt bỏ cho mình chỉ cho cái mẹo làm một phát một là ok liền. Không cần sử dụng mấy cái co này mua chi tốn tiền. Sử dụng luôn hả? Ừ, không có cần sử dụng. Dạ. Cắt ngang rồi mình đi, rồi mình sẽ chỉ cho. Để em chỉ cho nó là anh sẽ uống được một cái ống. Ừ. À, có nghĩa là từ đây nè, thường thường á là người ta gắn cái này nè. Đó, người ta sẽ uống một cái ống cho nó cong qua luôn. À, là không có cần mà tốn mấy tiền mấy cái co. Và thứ hai á, nhìn nó đẹp. Thứ ba á, là nước chảy rất là mạnh. Chị ha. Ừ. Cần tốn tiền mấy co nè, hai co nè. Đúng rồi, bây giờ mà uống ống sao để chỉ cho tới phụ nữ luôn vẫn uống được. Ai uống được. Chút xíu cho Liên Ngô uống ống cho cả nhà coi. Mình có một cái phương pháp mà uống ống nước rất là đơn giản. Wow. Chờ chút xíu đi để anh chỉ cho cái mẹo uống ống. Bởi vậy á. Nè, em có sử dụng này không? Bỏ đi, ma mấy cái này ha. Là cộng cờ ai đâu mà nghĩ sao mà làm cái ống nước mà như vậy. Một co, hai co ống thì tùm lum là rất là tốn tiền. Mình chỉ sử dụng một ống nha, một ống thẳng. Mới bốt ai mà ví dụ mà đi nước trong nhà người ta đó. Đó, đi theo cái cách này bảo đảm 100% im luôn. Đó, cầm đi. À, mình nói là sử dụng bếp ga nha cả nhà. Mình hơ lửa rồi mình uống cái ống này. Mà muốn uống được cái ống này á là mình á là sử dụng một khúc dây. À, khúc dây vậy nè. Dây bự bự. Làm sao mà có cộng dây mà luồn vô được là được nha cả nhà. Đây, cộng dây luồn bự bự chút xíu đây. Thí dụ mình á là ống ống ba lớn á thì mình luồn cộng dây ba lớn. Đó, một khúc ống thôi. Một khúc dây nè, tại vì á mình thường thường á là mình có thể là uống ống bằng cát nè, và thứ hai uống ống bằng dây ruột gà, nhưng mà uống mấy cái đó nó sẽ không đẹp. Và thứ hai á là thí dụ mà đút dây ruột gà vô uống cái là hư cộng dây ruột gà. Nó còn cộng dây ruột này á là mình xài cả đời luôn chưa hư cộng dây đó. Mình uống bao nhiêu mình thí dụ mà nhiều khi á là nhà đâu phải là một ống đâu, nhiều nhà là 4-5 cái đường nước ra hoặc là mình cả chục cái ống ra nữa. Nhưng mà mình làm sử dụng cái nè rất là hao. Và thứ hai mình uống ống bằng ruột gà rất là hao. Rồi đấy mình chỉ cho cả nhà cái cách uống. Đây à, ở đây là mình sẽ sử dụng bếp ga nha cả nhà. Đây mình mở lửa lên. Đây mình sẽ đưa tới đưa lui nè. Đó, đưa tới đưa lui cho cái này nó mềm ra. Rồi mình sẽ bẻ cong cái mức độ nào á là cho nó phù hợp nhất là được. Nói chung đây. Là bẻ như vậy mình mới uống được mà. Đúng rồi, đây mình đưa tới đưa lui liên tục nha. Nếu mà nó nóng. Không đưa liên tục như vậy á là nó sẽ bị cái tình trạng nó bị cháy. Ừ. Nhớ nha, rút ra ống vô nè. Chút xíu tự động là cảm giác cái ống nó mềm lại luôn. À, mình đưa đưa khúc giữa này thôi nha, từ khúc này nè, rút từ khúc này ra tới khúc này thôi. Chừa cái đầu lại, đừng có làm cái tế đầu này. À, thấy không? À, thấy mềm lại đó. Đúng rồi, cho nó mềm thiệt mềm luôn. À, anh Linh đi kiếm em một miếng nước đi. Nước. Lấy cái thau nước giùm em. Đây, đây cả nhà thấy mềm chưa? Đây. Nó mềm rồi nè. À, sau khi mình uống nè, thí dụ mình bẻ vậy nè, bẻ vậy là nó gãy ngang, thấy không? Cả nhà thấy không? Bẻ vậy là nó gãy ngang liền, đâu có co được đâu. Đó, để nãy giờ nó bớt nóng rồi, để mình cho nó nóng nóng chút xíu thì nữa. Thì ra là anh phải đút cái cọng dây đó vô đúng đó, không? Đút cái mẹo của mình á là ở đây là mình phải đút cái dây này vô. Ừ. Đây. À, đây mình sẽ đút cái dây này vô nè. Đây cả nhà nhìn nè. Đó, mình đút cái dây này vô. Đây bây giờ mình đút cọng dây vô rồi, bây giờ Liên Ngô bẻ thôi, uống này. Uống theo được không? Nè đây. Đó, mình uống nè, mình uống thường thường cái giò nước mình uống như nè. Tại mình lấy tay mình chỉnh tới chỉnh lui luôn. Đó, sau khi á mà được như vậy nè, thấy không? Liên Ngô uống vẫn được mà. Coi vậy được chưa? Được rồi, được rồi. Rồi xong á là mình nhúng vô nước. Rồi con dây mình có hút ra được không anh? Được chứ. Rồi đó, đây. Là nó sẽ được co như vậy nè cả nhà. Wow. Thì bây giờ mình sẽ rút cọng dây ra thôi, nó là cái ống là nhìn co đẹp không?
Ôi cái này nó không có kình càng như hồi nãy á. Càng đâu. Hình như chắc cái này nó nước chảy mạnh hơn cái này nữa không ta? Đúng rồi, tại vì á ở đây á là nó sử dụng mấy cái co gắt thì nó cũng ra đường ra y ra như nè. Dạ đúng rồi. Đúng ở đây á là sử dụng một cái co gắt, hai cái co gắt nè, nước nó sẽ yếu hơn. Ừ. Nhà mình nước mạnh á thì nó đỡ, còn nước mà yếu á nó lại là khó nữa. Chưa hết đâu nha, để em còn chỉ cho một cái mẹo nữa. Thường thường á là mình á là sử dụng một cái ống này đặng nối vô cái đầu này. Đây. Thường thường là cái nước mình lên nè, là mình làm sao mà nối là hai ống này để với nhau nè. Mình hơ lửa mình làm luôn. Ghê vậy. Rồi. Đây mình hơ mình lửa, lửa cao cao vậy nè, để trên cao cao nha. Mình làm cái đầu nối ở đây luôn. Bởi vì mình làm cái gì á làm cho nó hoàn thiện. Đây hơ qua hơ lại. Mà cảm giác mà cái này mềm là được nha. Đây mình vừa hơ mình vừa xay. Ê để lửa mềm cái mình dễ tạo hơn ha. Đúng rồi. Tạo dáng thì sao cũng được. Đây nó. Chờ chút xíu, cho nó mềm mềm chút xíu. Mưa luôn thấy không? Bởi vì công thức làm gì cũng mưa hết. Đây là cái nhà, nó mềm được vậy nè. Đây, thấy không? À, nó đã mềm được vậy nè. Đó. Thì mình đem vô á, là mình á, là nong ra được rồi. Mình dịch cái đầu lại nè. Xong mình lấy một cái ống 21. Hoặc là ví dụ mình uống ống nào, mình lấy ống đó. Đây, mình đút vô. Đây, mình đút mình xay vô nha. Đó, xay vô nè. Đút vô sâu một chút xíu nữa. Đó là nó sẽ ra được thành cái nối nè cả nhà. Đây thấy không? Đó, xong mình lấy mình nhúng vô nước, nhớ nha, phải nhúng vô nước nha. Để thôi là nó bị trả lại. Đây nhúng vô nước rồi. Wow. Đây được cái đầu nè. Thì mình cứ là việc mình chồng vô bên kia rồi là mình xả nước là được rồi. Cái đầu nè thì mà dư da dài quá thì mình có thể cắt. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đem cho mình gắn vô thôi. Đây nha cả nhà. Đó. Đây thì ở đây mình đã làm được cái khớp nối rồi nè. Đó, thì bây giờ mình chỉ cần đưa vô thôi, mình xay nhẹ xuống, đút xuống. Nó dính luôn rồi nè, khỏi cần cái coi á. Là xong, thay vì á, là mình gắn cái đầu như vậy nè. Đó, nhìn nó rất là xấu phải không? Đúng rồi, nhìn xấu đó. Thì chắc là nó bị bạc ra luôn. Thì bây giờ là mình đã gắn cái này, thí dụ mà dài quá thì mình có thể là cắt ống này xuống chút xíu. Ồ, vậy được rồi nha. Rồi mình lấy keo dán nước, mình dán ngay chỗ này lại là ok. Ở ngay vậy á, thì mình đưa tay nó vừa không? Đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ xả nước thứ hai. Nó thấy không? Nước ra cực kỳ mạnh luôn. Wow, nhưng mà gọn gàng. Rồi đẹp hơn nãy anh Lanh này gọn hơn nha. Không tốn tiền rất là ít không, nha. Giá tôi làm thấy xấu luôn á. Bởi vì á chỉ là một khúc ống thôi mình uống co kiểu này nè. Nhớ nha, mình muốn uống co là mình phải là để thêm vô đó là một cái cọng dây luộc. Đúng rồi, dễ rút ra hơn nữa ha. Thì uống ngay chỗ này nó không bị gãy, còn mà không để dây luộc là bị gãy nha. Đúng rồi, nó bị đó. Đây. Với lại nung cái này em cũng khoái nè, nung cái này khỏi cần cái co vậy chứ. Đúng rồi, nung cái này là mình khỏi cần cái mối nối. Thì bây giờ mình đi lấy keo. Dạ. Đó, mình dán ngay chỗ này lại là ok rồi. Thì cả nhà mình thấy mẹo mình có hay quá đó, nhớ bấm like, subscribe cái kênh ủng hộ mình. Đây là cái mẹo làm vòi nước cực rất là đơn giản. Rất là đơn giản, không tốn tiền nha. Tiết kiệm, đây. Rồi đó, tốn rồi đó, em thấy cái đó là tốn rồi.